Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em một cặp loa siêu hiếm trên thị trường hiện nay. Cặp loa này sẽ đến từ thương hiệu của Victor và tên model là 015. Đây là dòng sản phẩm mà phải nói là phiên bản limited của hãng, nhưng mà chỉ sản xuất với một số lượng phải nói là nhất định thôi anh em. Và dòng này thì đặc biệt mà Nhật về hàng phải nói là mới đẹp tinh tươm. Đây là cặp loa mà nó sẽ có bass 25 là một loa trap nha anh em. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Tuy nó ở phân khúc giá rẻ hơn nhưng mà chất âm của nó phải nói là tuyệt vời, gia công của nó là cực hay, xứng đáng với phiên bản limited cho anh em. Cho nên anh em xem khung gỗ nó phải nói là cực kỳ chắc chắn đấy mà, vuông thành sát cạnh không tì vết nha anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với tem với dòng sản phẩm này. Đây model 015, con này nó sẽ có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W và được sản xuất bởi Victor Company Nhật Bản, hàng limited nha anh em. Đây cái bản giới hạn anh em à. Và đặc biệt thì con này nó sẽ có một cái độ nhạy nó cực kỳ cao nha mà, đến tận là 92 dB nha anh em. Nên con này cực kỳ dễ dàng để mà phối ghép âm ly. Đây bên dưới thì sản phẩm nó sẽ trang bị chúng ta một loa bass 25 nha anh em. Và đặc biệt là bên chìm nữa nha mà, bass con này nghe vẫn là cực kỳ uy lực cho anh em mà thích nghe nhạc sàn, nhạc remix thì con này chơi tiếng rất là tốt thôi nha mà. Và một loa trap dom nha anh em. Còn bên cạnh là hơi căng dòng sản phẩm này, nó sẽ có thiết kế là vải lưới nha anh em, cũng là mới đẹp tinh tươm nha mà. Đây mời anh em cùng xem qua về mặt sau dòng sản phẩm này. Đây mặt sau dòng sản phẩm này thì nó vẫn có cái tem thôi nha mà, Victor 015, công suất là 80W, trở kháng là 6 ohm, được sản xuất bởi Victor Company Japan, hàng limited. Đây Made in Japan nha anh em, chính hãng của Nhật Bản luôn. Bà Nhật sẽ để lại cho anh em cặp loa này với một mức giá phải nói là siêu rẻ luôn nha mà, chỉ với 3.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Rồi và bây giờ thì Nhật sẽ vào ngay bài test âm luôn, mời anh em. Rồi có một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim em. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kia,
lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chung chùa lại xa, chiều lại vắng, đêm mai nêm khói ấm tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương rau, thiên đường này mơ. Đang ghép cặp loa của Victor với âm ly của Marantz BM50. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm âm ly ở mức giá rẻ thôi, nhưng mà nhìn chất âm cho ra vẫn rất là tuyệt vời. Phối ghép với cặp loa này vẫn rất là cực kỳ hợp với anh em. Giá cũng rất là tốt, chỉ với 3.200.000 đồng thôi. Còn cặp loa này thì giá là 3.900.000 nha anh em. Và chất âm của này ra thì anh em thấy là bass cái này đánh phải nói là rất là căng, nhưng mà nghe vẫn rất là sướng lỗ tai cho anh em. Anh em mà yêu thích những bản nhạc nhanh, và anh em chơi những bản nhạc remix, thì con này với giải bass đập căng thì nó sẽ phù hợp và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em. Nhạc vàng và nhạc bolero chơi với dòng này cũng là cực kỳ tốt của anh em à. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm đẳng cấp mà được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Rồi anh em thấy sao về tổng quan cặp loa này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em sau những video lần tới. Bye.